Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Fundity. Đây là một phiên bản beta chỉ dành cho 7.000 người đăng ký trong 24 giờ nha các bạn. Thì nên mình khuyên tất cả anh em làm nhanh dự án này nha các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần link phần link mô tả dưới video mở link phong các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một tham gia danh sách chờ của chúng tôi nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào tôi đồng ý điều khoản và bấm tiếp tục nha các bạn. Hy vọng là mình sẽ được. Rồi tiếp tục các bạn tham gia vào Discord nè. Discord để sao đây các bạn? Tiếp tục follow Twitter đi các bạn. Các bạn theo dõi. Vì mình theo dõi con Discord cái nó kêu khó chịu quá. Các bạn theo dõi nè. Rồi bạn bật đáp lên các bạn. Giờ bạn bấm tiếp tục nè. Tiếp tục theo dõi kênh Twitter thứ hai của nó nè các bạn. Rồi bạn bấm đăng test nè. Rồi bạn bắt đắp lên nè các bạn. Không biết còn kẹp không nữa. Thôi là làm đại luôn đi. Tiếp tục các bạn retweet tiếp tục. Ok. Rồi các bạn bấm like nè các bạn. Thích nè. Giờ tao quýt nè các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè các bạn. Rồi bạn bấm giờ tiếp tục nè các bạn. Đâu người ta retweet à cộng trên Twitter, sorry các bạn, mình like nè các bạn trích dẫn như tweet nè các bạn ghi a cộng Fundity F L U nè các bạn, Fundity Money nè các bạn, rồi bạn tự trích dẫn bắt đầu lên các bạn. Sau đó các bạn bấm tiếp tục nè. Lần này được chắc. Rồi tiếp tục các bạn tham gia kênh Telegram của nó nè các bạn. Sau rồi tiếp tục các bạn đăng ký tham gia Discord đi các bạn. Tham gia Discord, tham gia chủ anh Đen lắm. Rồi các bạn tham gia các bạn. Trên Discord các bạn chấp nhận là mờ nữa các bạn. Một dự án chạy trên 3 nền tảng của Son và UTT. Hãy điện hoài là trời ơi, trời chết. Trên Discord thì các bạn chat câu được các bạn. Good Airdrop. Rồi bạn gửi các bạn. Rồi các bạn bắt đập lên nè. Rồi các bạn bấm continue nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn sign up nè, đăng ký một cái tài khoản trên đây nè. Mình đăng ký không ta? Để mình nhập vào đây mình coi thử các bạn. Thôi các bạn bấm continue luôn các bạn. Rồi nha các bạn copy cái link phong này nè các bạn. Các bạn sao chép nè các bạn. Các bạn dán vào Chrome mình nè. Mình khai báo các bạn. Đăng ký trên đây nè các bạn. Sao nó lót chậm như các bạn. Rồi các bạn copy đường link đó các bạn dán vào Google, các bạn chờ khoảng 5 phút nha các bạn, 2-3 phút gì đó nó lót, trong web lót hơi chậm nha các bạn. Rồi mình bấm vào data nè các bạn. Rồi mình bấm set nè. Rồi tiếp tục thì các bạn bắt địa chỉ C20 trên giấy chocolate của các bạn vào nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ IP của mình nè các bạn. Rồi các bạn dán vô đây nha các bạn. Rồi bấm OK. Sau đó thì các bạn bấm Z. Sau đó thì các bạn bắt địa chỉ với Solana của các bạn vào nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn địa chỉ Solana thì các bạn đăng nhập vào địa chỉ với Solana.io, các bạn bấm OK nha các bạn. Các bạn đăng nhập vào tài khoản của các bạn nha các bạn. Bấm unblock. Sau đó các bạn nhấp vào địa chỉ son, nhấp vào nút nhận nè các bạn. Rồi các bạn copy lên nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè các bạn. Bấm OK. What do Polygon Matic. Rồi bấm Z nè các bạn. Ok. Rồi
Tiếp tục các bạn polygon matrix thì bạn bấm Z nha các bạn. Thì mình copy địa chỉ polygon của mình, thì địa chỉ polygon nó cũng tương tự trùng với địa chỉ ETH của mình nè các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ polygon matrix mình vào bạn bắt vào đây nè các bạn. Ok. Sau đó các bạn để địa chỉ email cho các bạn vào nè. Ok. Sau đó các bạn điền ID Discord nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào Discord nè. Rồi ID Discord thì các bạn mở Discord các bạn ra, các bạn copy của ID của mình nha các bạn. Rồi các bạn sao chép lại, các bạn gửi cái bắt qua bên kia nha các bạn. Rồi các bạn dán ID Discord đây nè các bạn. Rồi các bạn bấm OK. Tiếp tục các bạn bấm Submit nha các bạn. Rồi nó chờ, rồi thank you. USDT. Và các bạn. Sau nhà bạn sau khi các bạn gửi xong thì các bạn bấm vào cái bắt up lại cái phong mà bạn đã tham gia dán nha các bạn. Đâu rồi? Clean game show mình đóng tiêu ta. Có DT các bạn chạy xíu nha các bạn. Rồi, sau khi các bạn hoàn thành mã đăng ký link form đó các bạn bấm vào continue nha các bạn. Đâu ta? Rồi sau đó các bạn chỉ lên ghép chia sẻ trong bè người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Chỉ video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.